Việc kết hợp sử dụng các sản phẩm trị mụn với nhau nhằm tăng hiệu quả trị mụn được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin về những sản phẩm mà bạn có ý định kết hợp chúng. Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc Cleansit MS kết hợp với Niacinamide được không? Và liệu kết hợp Dermaforte và Cleansit C sẽ mang lại hiệu quả trị mụn như thế nào? Sau đây shop sẽ có câu trả lời cho chị em trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cleansit MS là một loại thuốc trị mụn, có thể làm làn da của bạn bị khô, đỏ. Còn The Ordinary Niacinamide 10% là một loại serum cấp ẩm hỗ trợ quá trình hồi phục khi trị mụn. Kết luận hai sản phẩm này có thể kết hợp sử dụng với nhau rất tốt, tăng hiệu quả trị mụn vì chúng có tác dụng hỗ trợ nhau giúp làn da của bạn phục hồi tốt hơn khi sử dụng các sản phẩm trị mụn làm khô da. Mặc dù có thể sử dụng chung hai loại sản phẩm này nhưng bạn cần lưu ý rằng không sử dụng chúng cùng với các sản phẩm có chứa axit như AHA, BHA, vitamin C. Bạn nên sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả tốt nhất. Còn nếu như đã lỡ mua các sản phẩm chứa axit này thì bạn có thể sử dụng cách buổi hoặc lệch buổi với Niacinamide và Cleansit MS. Nếu bạn có làn da quá nhạy cảm, không nên sử dụng kết hợp mà cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Ngừng sử dụng ngay khi có các dấu hiệu bất thường nhé. Cleansit C là một loại thuốc trị mụn dạng gel dùng ngoài da. Có thành phần chính là hai hoạt chất Adapalene và Lindamycin Phosphate, giúp điều trị mụn trứng cá như mụn mủ, mụn bọc, mụn sưng viêm và ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn phát triển. Còn với Dermaforte được đánh giá là sản phẩm khả năng trị mụn trứng cá, mụn viêm, mụn mủ hiệu quả. Ngoài ra, bảng thành phần chứa nhiều dưỡng chất cũng giúp hỗ trợ quá trình lành vết thương và thâm sẹo do mụn để lại, làm đều màu da và dưỡng da sáng mụn hơn. Đặc biệt, sản phẩm rất an toàn và lành tính cho cả da nhạy cảm. Nói chung là hai dòng sản phẩm này đều có công dụng trị mụn và kháng viêm, nhưng mỗi sản phẩm sẽ có một vài tác dụng nổi trội. Vì vậy, việc kết hợp Cleansit C và Dermaforte đúng cách sẽ đẩy nhanh quá trình điều trị và đạt kết quả trị mụn tốt hơn. Việc kết hợp hai sản phẩm này sẽ rất hiệu quả đối với da mụn mức độ 1, 2 và mức độ 3 có thể tham khảo. Còn đối với tình trạng mụn nặng, có nhiều mụn sưng viêm thì nên nhờ đến sự tư vấn và thăm khám từ bác sĩ để có phương pháp điều trị tốt nhất. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.